mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion. Thanh mèo đang gặp phát cún rồi, không sao đâu. Em trả lời được 6 câu. Lo chưa anh? Lo chưa? Lo liệt. Lo lắng chưa? Thiệt luôn. Thiệt. Thiệt. Thiệt hả? Theo anh mà. Lấy lại thể hiện cho đội mình chứ gì nữa. Khùng quá, có em gánh tim mà anh đâu có sợ nữa. Lên. Lên. Thiệt không? 6 hả? Thiệt. Thiệt không? Thiệt. Mày thề đi. Thề đi. Thề đi. Nhưng mà theo chị biết á là Hiền rất là thông minh á. Trước giờ thì cũng là trả lời khá khá được ấy. Ủa mình trao giải đi chứ. Thì cái thái độ này thôi. Đi thi liền đi chứ không mà đứng rồi tới chiều luôn. Ok. Giờ sẵn sàng chưa nào? I'm ready. Ok, I'm ready. Kính thưa quý vị, Hà Hiền đã ready tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Món gì uống vào bị ngất? Bạc xỉu. Chính xác. Thái độ nữa. Ok. Rồi tiếp theo. Xuống nè mới quê nè. Cá gì nhìn như cái cầu vồng? Cá bảy màu. Chính xác. Nữa. Nè rớt xuống là quê nha anh nha. Chỉ cần một câu là thắng nè. Ủa vậy hả trời. Thấy chưa, nói thanh mèo gặp phát cún là xỉu liền. Rồi, cá gì tên giống cây đàn? What? Liệt kê đàn ra nào, liệt kê ra. Liệt kê đi anh, liệt kê nhanh lên, liệt kê nhanh lên. Liệt kê giống đầu hả? Không có con cá nào mà tên là cá guitar. Đúng rồi. Em đi, nhanh lên. Chơi chữ đó, chơi chữ đó, cái này là chơi chữ đó. Chơi chữ á. Chưa bao giờ nghe con cá nào tên là cá piano. Đợi ông suy nghĩ hết giờ thiệt nè. Nhạc cụ dân không tộc. Không sao, mình đúng câu này là mình thắng luôn rồi. Nhạc cụ dân tộc hả? Kể đi, kể ra nào. Cá không biết nhạc cụ dân tộc. Không biết nhạc cụ dân tộc. Cá kéo. Con cá này nè. Ủa chưa bao giờ nghe tên con cá gì có. Mà con cá tơ rưng á. Tơ rưng nghe. Đàn to, đàn gì nữa. Sao cứ hỏi hoài vậy? Cá chống đồng. Cá chống đồng, cá chống đồng. Đàn co, đàn gì nữa, có nhiều đàn thôi, lắm. Cá tì bà. Yeah. Ủa mà sao tự nhiên đoán đại là cá tì bà vậy? Sao vậy? Thì giờ em đoán đại rồi, em nói em đoán đại mà. Tì bà là gì? Là cái đàn tì bà hả chị? Cái đàn hả chị? Biết hả, biết cái đó hả? Cái đàn, ừ thì cái đàn tì bà ở trong dữ thiệt chứ rồi. Đúng rồi mọi người. Cá mông hết nghỉ hè gọi là cá gì? Cá mông hết nghỉ hè. Cá người ta hay nấu bún á. Hết nghỉ hè là đi học đúng không? Cá học. Cố lên anh. À hết hè. Cá thù. Chính xác. Thay đổi, thay đổi. Rồi. Chết rồi chị Lệ, em nói chứ em đổ mồ hôi quá. Bây giờ là nó liên quan tới mấy cái câu chữ nước ngoài luôn đó nha. Ok, tiếng Anh thì em chùm. Ok. Chùm. Ok. Cá gì biết nấu ăn? Đố chữ. Cá gì biết nấu ăn? Ủa đâu phải tiếng Anh đâu chị. Là gì? Không, cái giống con ong đó anh. Gì? Cá gì mà biết nấu ăn hả? Cá đó. Đúng đó hả? Anh hồi nãy đó. Nấu ăn là cút. Trời ơi, con không cút là con chim. Phải cá. À, dạ. Cá đô phi á anh. Phi rồi. Cá đô phi đó. Giống y chang hồi nãy luôn. Giống được như chen hồi nãy. Thì giống thôi, ý là giống thôi nhưng mà nó khác. À rồi. Đố chữ, đố chữ. Anh nghĩ đi. Khoan khoan, từ từ mọi người im lặng. Okay. Đây nào. Em xin quyền trợ giúp được không? Không có. Ủa, cái game này không có cái đó. Cá này nè. Trời ơi. Cá. Bê. Cá xào. Gần đúng rồi anh. Cá. Đồng nghĩa đi. Bây giờ sao? Nấu ăn nha. Nấu. Cá nấu hả? Qua đi. Rồi, không chính xác. Anh ơi, em hỏi anh cái này là anh biết liền nè. Cái người nấu ăn tiếng Anh là gì? Đầu bếp. À, đầu bếp đó. Chef. Ồ, là cái gì? Cá chép hả? Yes. Nhưng mà nếu trả lời là yes. Cá chép. Đó là cá chép. Cá chép. Chép. Chép đó. Em xin về trước ạ. Chưa.
cũng lại tương tự như vậy nha. Cá có phép lịch sự biết gõ cửa trước khi vào phòng gọi là cá gì? Cá có phép lịch sự trước khi gõ cửa. Yes. À, gõ cửa là cóc cóc đúng không? Ừ. Đúng rồi, cóc cóc. Cá cóc. Không chính xác. Đáp án là cá nóc. Cốc cốc cốc. Knock knock knock. À trời, cá nóc trời. Ok quên. Con ba ba ra khỏi hang quên đóng cửa gọi là gì? Con giống em hồi nãy luôn. Giống em hồi nãy luôn á. Khỏi hang. Đúng rồi. Quên đóng cửa. Đúng rồi. Này nó hay vậy lắm. Nè giống em hồi nãy luôn. Trò lắm. Rồi đây đây. Đây 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 đây. Trời ơi, nhìn đã quá. Nhìn đã quá, nhìn đã quá. Em quên câu trả lời. Thôi trả lời đi. Thôi vậy để em cho. Thôi à. Để em trả lời đi. Sợ nha, nhìn sợ nha. Ba nóc. Ba nóc. Không chính xác. Đáp án là hở hang. Trời ơi, đóng cửa thì hở cái hang. Đi phân tích gì ba? Ba ba nó liên quan gì vậy? Không làm giả được. Tự nhiên anh lại giống như con ba ba. Tại sao không phải là con khác mà là rồi, đây sẽ là liên quan tới kiến thức. Trong hệ mặt trời có bao nhiêu ngôi sao? À, theo như kiến thức mà Uyên thâm của em từ trước tới giờ nghiên cứu về vũ trụ. Thời gian đang trôi qua, sắp hết thời gian. À, trong hệ mặt trời không có ngôi sao nào. Không có ngôi sao cả. Chết quên. Một, đáp án là một mặt trời. Mặt trời, ủa, mặt trời là ngôi sao. Sao hả? Đúng rồi. Ồ, cái giống kiến thức của em nó sao vậy ta? Học lại. Cái câu này đọc khó cho nên lắng nghe nha. Rồi, chị không đọc lên thứ hai được. Rồi. Sợ liền. Em đổi được rồi. Đây. Buồn rồi. Từ gì ngõ ý xuân sang, trăm hoa khoe sắc, hương lanh ngọc trời, thêm nặng, thấy chẳng có lời, hụt sau thiếu trước, thấy đời hỏng thiêu. Dạ em xin thua luôn à, hết giờ đi ạ. Dạ. Hết giờ đi ạ. Hết giờ luôn đi nhờ. Dạ. Không chính xác. Đáp án là nở và nợ. Nở và nợ. Đúng rồi, đúng rồi. Còn nãy không nghĩ em trả lời đúng luôn. Kính thưa quý vị, như vậy là Hà Hiền đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Mời hai đội bước lên phía trên. Xin mời. Đội chúng ta với thành phần non trẻ và chưa giàu kinh nghiệm nên chúng ta không thể thắng được đội 10 năm trong nghề. Đúng vậy, khủng khiếp. Đội chúng ta không thắng nên ra về với phần thưởng là 15 triệu đồng. Xin chúc mừng. Đội chúng ta thắng nên trong tay đang cầm một cái vé vào tứ kết và tối đêm nay sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 18 triệu đồng. Wow. Còn em, bây giờ chúng ta vỗ tay cho vòng đặc biệt xin được phép bắt đầu. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.